nè, còn mình danh nè, rồi mãi yêu danh nè. Bảo ghi chắc đi làm rồi. Chắc tìm gết máy của anh em. Mình thấy yên tĩnh quá, mình thấy nó giống gết máy quá, ba máy quá. Nó làm gì vậy ta? Đang làm thử thách. Đang làm thử thách 100 bông đi bộ với đánh á. Vậy tôi cũng không bay được. Không biết đường bay. Dễ điên quá anh ta. Sửa xong cái máy gần nhỏ nhỏ rồi. Rồi sửa máy gần nhỏ nhỏ mà còn nổ lên nổ xuống.
Ác ghê vậy, ai mà gác ghê. Vuốt mắt nó biết chạy hết ơi. Hàng kia bút má lẹ vậy ta. Còn có con máy mà. Không được rồi, còn có một máy mà còn. Y tá đi bộ phải vậy chứ em, chứ hai đứa rồi. Không biết nó sửa cái máy gần đây lắm mà mình không biết nó thôi. Phải giết ba đứa thôi ha.
chăm bông khó dễ quá. Giết ba đứa thôi, giết bốn đứa gì. Mấy nhỏ chạy vòng vòng mà cứu được nhà thằng kia đứng lên thôi. Nếu nhỏ kia không xuất hiện mình phải có chiêu gì thấy là hay à. Thôi hên xui đi vậy. Yeah, đã hoàn thành thử thách. Ba cái bogey, một cái bắt thường. Trời ơi, ai mà ác ghê vậy? Đẳng cấp quốc tế. Vuốt mặt. Ngon lành đó. Giết hết rồi mới vào liên, giết hết rồi mới vào liên chứ. Đúng thử thách thôi chứ.
Nghe em ơi, anh dùng cái tai đó nghe đó, anh nói rồi, ban đêm á mẹ anh đi ngủ rồi, anh chỉ cần chơi bình thường là anh giấc được liền. Nghe tiếng thở. Anh đoán nữa, anh đoán nó lại cái hầm nó núp cái gì. Nó ghi cái gì vậy? Nó kêu gì bộ? Báo cáo y tá Camber tìm thấy người sống sót trong tủ. Chấm hỏi. Về nói làm sao ta? Nhắn nghe tiếng thở là làm sao? Nghe tiếng thở. Nghe tiếng gần. Hai A U M A N S. Ê, nó nói mình vét là mình bằng chip kìa. Thằng đó nó nói mình chết kìa, nó đòi báo cáo mình kìa, đang kêu nó qua bên TikTok coi. YouTube anh đâu có like đâu. Lấy gì bài vậy?
Chà là Let it go, hey my body go. Make our bodies higher and higher.